Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 thực hiện chỉ thị số 20 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Giờ trái đất là hoạt động xã hội do Bộ Công Thương chủ trì từ năm 2009 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tắt đèn điện cũng như các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Qua 15 năm tổ chức, giờ trái đất tại Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc. Qua đó cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Năm 2023, Bộ Công Thương đã phát hành bộ nhận diện truyền thông giờ trái đất, tiết kiệm điện thành thói quen, ra văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất. Trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là chương trình VNEPP, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch giờ trái đất với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã được Bộ Công Thương tổ chức trong tháng 3 này lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch và thực hành tiết kiệm điện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm và đưa việc tiết kiệm điện trở thành một thói quen mọi lúc mọi nơi. Nổi bật trong số các hoạt động được Bộ Công Thương triển khai là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Các câu hỏi cho cuộc thi được thiết kế theo dạng trắc nghiệm với nội dung xoay quanh các chủ đề về chiến dịch giờ trái đất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, cách làm hay để tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, nhãn năng lượng. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc thi. Ngay từ hồi năm nhất thì em đã rất là thích tham gia những hoạt động xã hội, trong đấy có chiến dịch giờ trái đất. Và là một sinh viên thì cái việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hay sâu hơn nữa là tạo cho mình những cái thói quen tiết kiệm điện ấy, nó sẽ góp phần giảm thiểu đi cái chi phí sinh hoạt hàng tháng của bọn em và góp một phần nhỏ vào việc tiết kiệm năng lượng hiện nay. Là một người nội trợ, tôi rất quan tâm về vấn đề tiết kiệm điện. Đối với những chương trình xã hội như giờ trái đất thì cả gia đình tôi đều rất hưởng ứng. Ngoài ra tôi còn hình thành cho các con của tôi thói quen tiết kiệm điện như khi bật điều hòa các con bật từ 26 độ trở lên, hoặc khi các con không dùng quạt nữa thì hãy rút vít cắm ra. Từ những thói quen nhỏ đó đã hình thành cho con của chúng tôi, gia đình tôi tiết kiệm điện và tránh lãng phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình, giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 cũng đã được phát động. Hoạt động này đã thu hút sự tham dự của hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước cùng đông đảo người dân thủ đô. Đặc biệt, hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 đã diễn ra rộng khắp trên mọi miền đất nước. Mặc dù 1/3 thời gian trong ngày tôi làm việc ở văn phòng và sử dụng điện của công ty, nhưng mà tôi vẫn luôn giữ những thói quen tiết kiệm điện của mình. Ví dụ như trước khi ra về, tôi sẽ thường hay kiểm tra các máy tính đã tắt hết hay chưa này, hay là kiểm tra automator đã tắt hết hay chưa. Tôi biết được rằng với những hành động nhỏ của mình trong việc tiết kiệm điện sẽ góp phần giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp hàng tháng. Thông điệp giờ trái đất năm 2023 không chỉ kêu gọi cộng đồng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà kêu gọi mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Năm nay thì Bộ Công Thương chúng tôi chọn cái khẩu hiệu cho chiến dịch giờ trái đất là tiết kiệm điện thành thói quen. Đây cũng là cái khẩu hiệu của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 để thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2020-2025. Thì với cái khẩu hiệu này thì chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp hết sức là trực diện đến người dân, cộng đồng, xã hội và các cái cộng đồng doanh nghiệp là hãy
cùng nhau chung tay để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và các cái hoạt động về hành động về tiết kiệm điện thì nó không chỉ diễn ra trong một giờ của chiến dịch giờ trái đất, mà nó phải thành thói quen và diễn ra trong cả năm. Bằng thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen của chương trình giờ trái đất năm 2023, với mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.